Thưa quý vị, quyền chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức vừa ký ban hành văn bản về việc triển khai chỉ thị số 27 ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp cải cách nâng cao hiệu quả thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công phục vụ người dân, doanh nghiệp. Theo đó, quyền chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh Đồng Nai nghiêm cấm việc yêu cầu người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đã được số hóa hoặc chia sẻ từ các cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành theo đúng quy định. Phải tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính trong tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công, thực hiện nghiêm việc báo cáo giải trình của người đứng đầu, phải xin lỗi người dân doanh nghiệp và kịp thời khắc phục đối với các trường hợp để xảy ra chậm, tiêu cực trong giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan đơn vị. Cùng đó là nâng cao trách nhiệm người đứng đầu cơ quan đơn vị về chất lượng phục vụ trong việc thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. Người đứng đầu thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp, người dân, chấm dứt tình trạng không trả lời hoặc trả lời chung chung, không cụ thể, không rõ ràng dứt khoát, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.